Việt Nam được các nhà nghiên cứu ví như là cá tư của các dân tộc và các nền văn hóa mà ở đó bao gồm tới 54 dân tộc sống xen kẽ nhau trải dài từ Bắc xuống Nam. Ở đó, mỗi dân tộc đều vẫn còn giữ được nét văn hóa riêng thể hiện trong ngôn ngữ, phong tục, nghi lễ và âm nhạc. Nền âm nhạc dân gian truyền thống của 54 dân tộc ấy luôn là kho báu vô giá, là suối nguồn không cạn đối với nhiều thế hệ nhạc sĩ, không chỉ của nước ta, bởi không ít tinh hoa của những nền âm nhạc truyền thống ấy đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Với kỳ vọng nghiên cứu phát triển sáng tác mới, thổi vào luồng sĩ khí mới cho nền âm nhạc dân gian ấy, nhóm First Music bao gồm các nhạc sĩ, nhạc công trong và ngoài nước đã có cuộc sưu tầm khảo cứu vốn âm nhạc dân gian từ Bắc xuống Nam. Và ở đây, Tây Nguyên, vùng văn hóa cồng chiêng độc đáo là nơi họ đã đến. Những cái giá trị đó nếu như được đặt lên một cái bức tranh tổng thể lớn, nó là những cái màu sắc rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn. Và khi chúng ta được nhìn một cái bức tranh lớn như vậy, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một tác phẩm làm lay động lòng người. Lay động không những là những cái người chủ đích thực của những cái sắc màu đấy, mà lay động lòng người của tất cả những cái người nào có được một cái duyên, một cái cơ hội để được ngắm nhìn, để được tiếp cận và cảm nhận được những cái giá trị của cái bức tranh lớn đấy. Hay ở đây, Ninh Thuận, vùng đất nguồn cội nền văn hóa Chăm đặc sắc. Well, we're looking forward to this very much, this concert on the 29th of January. We have asked our composer to combine the Vietnamese folk traditional music with using a symphony orchestra, Western style symphony orchestra. And we're waiting with eager and interest. We have yet to see what exact the final results are. However, I'm sure, in fact, I'm confident that they'll be quite spectacular. My personal opinion, my personal thoughts about this is that I'm looking for interesting colors, first of all, done within a classical format, so that we are able to use this and show the rest of the world, apart from Vietnam, the beauty of Vietnamese folk music. So for me, the most important thing is to use as much as possible of the traditional Vietnamese music, and of course being very formal and academic in the writing for this, for the orchestra, because this is the guarantee of musical success. Lúc đầu tưởng chừng như khó khăn nhất ấy, đấy là cái việc là làm sao để dung hòa được rất nhiều các cái ngôn ngữ âm nhạc của cả phương Đông lẫn phương Tây, mà ngay ở trong Việt Nam mình thôi thì vùng văn hóa Tây Bắc, vùng văn hóa Tây Nguyên, vùng văn hóa Chăm hay là vùng văn hóa Khmer, rồi vùng văn hóa đồng bằng, rất nhiều chỗ miền biển, miền xuôi, miền ngược, rất nhiều những cái âm nhạc văn hóa của nhiều nơi, mà làm sao để chúng ta là hòa trộn nó lại trong một cái chỉnh thể. Nó thậm chí nhiều lúc tôi còn nghĩ việc là đặt cho nó, tạo ra một cái sự tương phản, đặt nó ngay cạnh nhau, một cái sự thay đổi đột ngột bất ngờ như vậy. Thì tôi nghĩ là cũng ngay khi mình đưa ra lúc ban đầu thì cũng nhiều anh em trong dự án là cũng rón rén, cũng nghĩ là chả chắc là nó đạt hiệu quả. Nhưng mà cuối cùng là tôi thấy là nó, cái mà điều mình lo lắng nhất nó lại không phải vậy. Vì cuối cùng ấy, thì tôi cũng thấy được qua cái hành trình mà mình đi đến những cái nơi mà để nghiên cứu âm nhạc dân tộc, cũng như trong quá trình viết ấy, thì thấy là thực ra thì âm nhạc của mấy chục dân tộc của Việt Nam mình nó có chung một gốc, cho nên nó rất dễ dàng để hòa quyện với nhau.
mong mỏi rằng là nó sẽ được rất nhiều người, từ những người mà trí thức cho đến những người lao động và cả những người lớn hay người trẻ, người ta hay tây, thì nghe nó đều thấy có cảm xúc của mình trong đó. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, cũng tin rằng khi xuân về, Tết đến, những giai điệu tiết tấu dân gian vang trong sàn nhạc giao hưởng sẽ khiến mỗi người trong chúng ta thêm tự hào về quê hương đất nước mình.